Xin chào tất cả mọi người, thì hôm nay mình sẽ kể cho mọi người nghe về quá trình chị mụn trong suốt 4 năm của mình. Từ năm mình học lớp 8, khi năm mình học lớp 8 thì mình bắt đầu đã bị mụn rồi, và cái mụn của mình lúc đó nó chỉ ít thôi, nó không có quá nhiều. Nhưng mà khi đến năm lớp 10, lớp 9, lớp 10 của mình thì mụn nó bắt đầu nó càng ngày càng nhiều, sử dụng rất là nhiều, và mình có lên mạng tìm những cái cách mà để trị mụn. Mình sử dụng nhưng mà nó không có hiệu quả đối với da mặt của mình. Thì vào khoảng cuối năm lớp 11, cái da mặt của mình nó đã là đỉnh điểm của mụn rồi. Mẹ của mình mới hoãn và cho mình đi da liễu. Thì bác sĩ có cho mình uống thuốc và chấm thuốc lên những cái đốm mụn, co bóp cho da mặt của mình. Nhưng mà khi mình ngưng uống thuốc và mình ngưng xài thuốc, mụn nó bắt đầu nó nhiều hơn. Ngưng đi bác sĩ thì bắt đầu mụn nó lại bị lên lại, và nó còn nặng hơn cái lúc ban đầu mà mình mới đi. Khi đó thì mình không còn tin nhiều vào những cái sản phẩm nữa, nhưng mà mình lại được anh giới thiệu qua thuốc của bên một chị. Thì chị này đã xài rồi, đã có tác dụng với chị rồi, và nó được kết hợp bởi những cái loại thảo mộc rất là lành tính cho da, và nó rất là an toàn cho da, mà nó làm cho mình se khít được mỗi chân lông. Và bây giờ da của mình nó chưa hoàn thiện, nhưng mà nó đã cải thiện rất là nhiều so với đợt trước rồi. Đây là da mặt của mình hồi đó, các bạn có thấy được là rất là nhiều mụn ở trên trán. Và bây giờ mình đang cố kiên trì sử dụng để cho nó cải thiện, cho nó hoàn thiện được hết cái làn da của mình.